Mai Vi xin trân trọng kính chào quý khán giả. Kính thưa quý khán giả, chương trình Kiến thức và đời sống đến với quý khán giả hàng tuần trên làn sóng của đài SET với mong ước những kiến thức trong chương trình này sẽ giúp cho chúng ta có thể hiểu biết thêm về một vấn đề nào đó và có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày. Đặc biệt ngày hôm nay Mai Vi rất hân hạnh để đón tiếp nhà sĩ kiêm nhạc sĩ Cao Minh Hưng, con chim đầu đàn của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. Thân mến chào nhà sĩ Cao Minh Hưng. Dạ, mến chào chị Mai Vi và Cao Minh Hưng một lần nữa. Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài SET trong chương trình Kiến thức và đời sống. Vâng, thưa với nhà sĩ Cao Minh Hưng, phải nói là câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ có một cái quá trình sinh hoạt rất là lâu dài và bền vững. Là bao nhiêu năm rồi ạ? Dạ, kính thưa chị, đến năm nay là năm thứ 13 rồi đó chị. Wow, dạ. 13 năm, 13 rất là năm. Dài. Dạ. Dạ. Mà có nhiều thay đổi nữa thì xin mời nhà sĩ Cao Minh Hưng, kiêm nhạc sĩ luôn, trình bày sơ về những cái update của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. Dạ, kính thưa chị, cảm ơn chị. Kính thưa quý vị, thì câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ được thành lập từ năm 2000, lúc đó là cố nhạc sĩ Anh Bằng cùng Cao Minh Hưng cũng thành lập một cái hội để các anh chị em nghệ sĩ chuyên nghiệp cũng như là bán chuyên nghiệp có thể ngồi lại với nhau để sinh hoạt trong các lĩnh vực không riêng về âm nhạc, gọi là văn hóa, về văn học nghệ thuật. Thì gần đây là câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ có thêm những chương trình đào tạo và phát triển tài năng trẻ cho các em thiếu nhi. Chắc chị Mai Vi cũng biết là lứa tuổi của mình là tre già măng mọc, thì chúng ta cũng mong muốn là thế hệ trẻ tiếp nối những cái công việc mà chúng ta đã làm từ văn hóa đến xã hội. Thì với cái mục đích đó thì câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ có thêm cái chương trình này. Thì kính thưa quý vị, chúng tôi cũng nhân đây thì trong cái chương trình của chị cũng vui vui chia sẻ được một cái tin tức là tháng 5 vừa qua trong cái chương trình mà gọi là Asian Pacific Island đó chị, tức là để vinh danh những cái châu Á, người châu Á Thái Bình Dương, thì câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ cũng là một trong những năm cái tổ chức mà được thượng nghị sĩ của tiểu bang California là ông Tom Umbert cũng đã vinh danh gọi là Outstanding với một cái resolution. Thì chúng ta biết những cái award thì thường, nhưng mà nghe cái văn phòng và chị Nguyên Trần cũng nói là khi mà được cái resolution thì nó đặc biệt hơn là cái những cái công việc của hội không riêng câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ và bốn hội khác nữa cũng sẽ đi vào cái record của tiểu bang California. Cũng ghi nhận là những cái đóng góp, thì phải nói là một cái phần thưởng tinh thần rất là quý cho các anh chị em để nhìn lại 13 năm vừa qua với những đóng góp của các anh chị em trong tất cả mọi lĩnh vực, của xã hội đến văn hóa đến, và gần đây là cái chương trình đào tạo phát triển tài năng trẻ. Thì đây là phần thưởng tinh thần và chúng tôi sẽ mong rằng đây là một cái gì đó để khích lệ tiếp tục các anh chị em dấn bước trên con đường phục vụ cộng đồng, thưa chị. Vâng, sinh hoạt của hội đoàn rất là nhiều cũng như là các cái hội đoàn văn nghệ đó, nhưng mà phải nói đây là lần đầu tiên mà một hội đoàn câu lạc bộ và Tình Nghệ Sĩ đã nhận được một cái phần thưởng tinh thần rất là cao quý. Họ đã recognize, ghi nhận những cái thành quả mà câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ đã làm trong những năm qua. Thưa đúng như vậy. Phục vụ cho cộng đồng. SCT là cái phải nói là đài TV đầu tiên mà Cao Minh Hưng chia sẻ cái tin tức này. Vì cũng cái bằng resolution này cũng vừa mới nhận được đây cách đây vài tuần nữa, thưa chị. Vâng. Nhưng mà Mai Vi được biết là Quốc hội Hoa Kỳ, Liên bang Hoa Kỳ cũng vinh danh nữa. Thì xin mời nhà sĩ Cao Minh Hưng nói về cái đó chút xíu, rồi chút xíu Mai Vi sẽ tóm tắt coi Quốc hội Liên bang vinh danh nói cái gì ở trong. Cảm ơn chị cũng nhắc lại cái chuyện này. Thì cũng vào tháng 3 khi mà câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ tổ chức kỷ niệm 12 năm thành lập, thì cá nhân Cao Minh Hưng cũng được cái vinh dự là cũng được gọi là dân biểu Alan Lowenthal, tức là đại diện cho California của mình ở Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ, thưa chị. Thì cũng có một cái gọi là Congressional Record, thì đây là một cái bằng vinh danh của Quốc hội, như quý vị thấy trên màn ảnh. Thì đây cũng là một cái niềm vinh dự không riêng gì cho cá nhân Cao Minh Hưng, mà gọi là sự phải nói mình cũng nhìn lại có một cái niềm hãnh diện để góp một tay. Thì cũng giống như cái bằng resolution kia thuộc về tiểu bang, thì Congressional Record là của Quốc hội Liên bang. Nó cũng đi vào, như là văn phòng cũng giải thích, là đi vào cái record của Quốc hội để sau này những thế hệ trẻ nhìn lại thì họ cũng biết cái sự đóng góp của mình trong cái lĩnh vực, trong những cái nhiều lĩnh vực khác nhau trong xã hội, trong của cộng đồng Việt Nam chúng ta, thưa chị. Dạ vâng. Và bây giờ thì Mai Vi xin phép quý vị, Mai Vi sẽ tóm tắt coi là Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ đã gửi gắm những lời gì cho câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ nhé. Và xin ban kỹ thuật hãy để cái hình ảnh đó lên. Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ vinh danh nhà sĩ
nhạc sĩ Cao Minh Hưng. Và bản dịch lời phát biểu vinh danh nhạc sĩ Cao Minh Hưng của dân biểu Alan Lowenthal ngày 24 tháng 3 năm 2022 trong khóa họp của Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ khóa 117. Kính thưa bà Chủ tịch Hạ viện, hôm nay tôi đứng đây để vinh danh bác sĩ nha khoa Anthony Cao Minh Hưng, người sáng lập câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Đây là một tổ chức bất vụ lợi với các thành viên ở khắp Hoa Kỳ và được biết đến trong cộng đồng người Việt hải ngoại với những hoạt động và đóng góp cho văn hóa xã hội. Mục đích của tổ chức này là bảo tồn nền văn hóa song song với việc khuyến khích và phát triển tài năng trong các lĩnh vực âm nhạc, hội họa và văn học. Nhà sĩ Cao Minh Hưng đã thành lập chương trình đào tạo và phát triển tài năng trẻ bao gồm việc dạy tiếng Việt qua âm nhạc, múa và dạy cho các em thiếu nhi về văn hóa và lịch sử dân tộc Việt Nam, cộng với hướng dẫn cho các em trở thành những nhà lãnh đạo tương lai trong cộng đồng. Nhạc sĩ Cao Minh Hưng đã sáng tác hơn 60 bài hát liên quan đến văn hóa và lịch sử Việt Nam và là tác giả của cuốn sách My Life và những câu chuyện ngắn, viết lại hành trình gian khổ, gian khó khi ông mới định cư và con đường dẫn đến sự thành công khi ông đến nước Mỹ lúc 19 tuổi. Với tinh thần làm việc hăng say, sự cống hiến và tài lãnh đạo, nhà sĩ kiêm nhạc sĩ Cao Minh Hưng đã tạo ảnh hưởng lớn mạnh trong cộng đồng Việt Nam và được các đồng nghiệp và cộng đồng người Việt biết đến như một nhà lãnh đạo giỏi trong nhiều lĩnh vực, gìn giữ nền văn hóa Việt và xây dựng tinh thần lãnh đạo cho thế hệ trẻ trong tương lai. Vâng, kính thưa quý khán giả, đây là một cái niềm hãnh diện chung cho cộng đồng Việt Nam chúng ta tại hải ngoại. Và Mai Vy xin chúc mừng anh Cao Minh Hưng cũng như câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Xin cảm ơn chị. Và cũng trong cái buổi ngày hôm nay thì Mai Vy cũng xin thưa với quý vị là khi mà có chương trình dạ tiệc dạ vũ ủng hộ để mà gây quỹ tranh cử cho nghị viên Charlie Nguyễn Mạnh Trí vào ngày 31 tháng 7 năm 2022 lúc 5 giờ chiều tại nhà hàng Diamond 1 trên đường Lam Sơn, góc đường Beach. Một chương trình có sự tham gia của nhiều anh chị em nghệ sĩ, trong đó có câu lạc bộ tình nghệ sĩ đã hăng hái nhận lời để mà đóng góp trong chương trình này. Vâng, xin anh có thể cho một vài lời là lý do sao mà anh sốt sắng để mà ủng hộ cho chương trình này. Dạ, kính thưa chị, kính thưa quý vị khán giả, thì nhắc đến nghị viên Nguyễn Mạnh Trí thì phải nói cái tên Charlie Nguyễn Mạnh Trí chúng ta không còn xa lạ được với những cái thành tích, những cái việc anh đã đóng góp cho cộng đồng. Với lý do đó thì phải nói Cao Minh Hưng cũng có cái cơ hội để gắn bó làm việc với anh trong nhiều năm vừa qua. Thì khi mà anh lần này anh ra để ứng cử chức thị trưởng thành phố Westminster thì khi nghe cái tin đó thì anh chị em nói wow, phải làm cái gì đó, cố gắng hết sức. Đặc biệt anh chị em trong câu lạc bộ tình nghệ sĩ sẽ tiếp tay để vận động, để gây quỹ cho anh vào cái ngày 31 tháng 7 này. Thì mong quý vị đồng hương sẽ đến ủng hộ thật đông cùng với các anh chị em nghệ sĩ và câu lạc bộ tình nghệ sĩ trong cuộc buổi lễ được trong cái chương trình này được thành công. Vâng, kính thưa quý khán giả, chương trình Kiến thức và đời sống xin được tạm ngưng trong giây lát. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị ngay sau phần thông tin thương mại. Mai Vy hân hạnh giới thiệu bác sĩ Đỗ Khải, chuyên khoa về nội thương các bệnh của người lớn và trẻ em. Tin vui, bệnh nhân vùng San Bernardino Riverside đã có phòng mạch bác sĩ Đỗ Khải tốt nghiệp chuyên khoa Internal Medicine và y khoa tổng quát gia đình, chuyên trị bệnh người lớn và trẻ em, bệnh phụ nữ, kế hoạch hóa gia đình, bệnh đau nhức kinh niên, phong thấp. Phòng mạch bác sĩ Đỗ Khải phục vụ ân cần, kiên nhẫn, tận tâm, chăm sóc bệnh nhân như người nhà. Nhận Medicare, Medicare, HMO, California, Covered Care và các loại bảo hiểm khác. 909-621-3012, 909-621-3012. Trung tâm Compassionate Health Hospice do bác sĩ Triệu Xuân điều hành, có giấy phép hành nghề do tiểu bang liên bang cấp, giúp bệnh nhân trong lúc bệnh nặng có được những tháng ngày thoải mái. Compassionate Health Hospice chăm sóc bệnh nhân tại trung tâm hay tại gia, săn sóc ngắn hạn ở bệnh viện, bao trả dụng cụ y tế giúp việc nhà. Có bác sĩ y tá social worker làm việc 24 giờ, hỗ trợ hướng dẫn bệnh nhân và gia đình, nhận Medicare, Medicare, các loại bảo hiểm HMO, PPO, Kaiser. 714-899-3498 hoặc 714-740-7188.